cách sống của một tác giả người Nhật Bản. Qua quyển sách này, chúng ta sẽ hiểu rõ được chân lý, hay là chúng ta sẽ nhận ra được là chúng ta thực sự sống là để làm gì. Khi nhìn lại cách sống của chúng ta trong thời hiện đại á, thì có phải là chúng ta đang sống trong quá nhiều, đang sống trong cuộc sống mà với quá nhiều sự âu lo và đầy biến động, tương lai bất ổn, chúng ta có quá nhiều nỗi lo lắng và sự bất an trong chính tâm hồn của mình. Chúng ta cảm thấy mình vẫn thiếu thốn và không đầy đủ, cả về vật chất lẫn tinh hồn. Tại sao lại có tình trạng tiêu cực như vậy trên phạm vi toàn xã hội? Có lẽ là do nhiều người không tìm được ý nghĩa và giá trị cuộc đời. Mọi người đang đánh mất phương châm sống. Nên là việc chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải nhìn nhận lại cách sống của mình từ gốc. Thì tình hình, nếu mà chúng ta không nhìn nhận lại cách sống của mình từ cái gốc á, thì tình hình này sẽ càng trầm trọng và hỗn loạn, trong xã hội sẽ càng lan rộng, tương lai sẽ trở nên càng mù mịt hơn. Chắc chắn rằng không chỉ riêng chúng ta cảm nhận chính bản thân mình, mà khi mà chúng ta nhìn xung quanh những người xung quanh, thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được thấy tình trạng nghiêm trọng đó đang ngày một lan rộng. Thì thông qua cuốn sách này, tác giả muốn cho chúng ta biết được là trước hết chúng ta cần phải nhìn lại cách sống của con người từ chính diện, xét bản chất sự vật từ cốt lõi và nói thẳng thắn những suy nghĩ của mình. Xem lại những việc mình làm, ý nghĩa cuộc sống và định hướng tương lai, muốn đóng góp một điều gì đó vào cho cuộc đời này. Sẽ không có gì mà vui hơn khi mà chúng ta sẽ tìm thấy được niềm vui trong cuộc đời, hay là chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống của chính chúng ta đang gặp phải để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thật ra sống chính là một quá trình mài dũa tâm hồn. Chúng ta phải có liên tục học tập và phát triển bản thân mình cả về mặt trí tuệ, vật chất và tinh thần, sức khỏe, mọi mặt đều chúng ta cần phải phát triển. Chỉ những người mà dũng cảm chấp nhận những thử thách, coi những thử thách đó chính là những cơ hội để chúng ta học tập và phát triển, thì họ mới có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Nên là việc nâng cao nhân cách mài dũa tâm hồn chính là ý nghĩa của cuộc sống của con người. Trước mắt thì mỗi người chúng ta cần phải nhìn nhận lại và rèn luyện nhân cách của chính bản thân mình. Và nhân cách của con người thì được hình thành bởi hai yếu tố, đó là tính cách và tư duy, tư tưởng. Tính cách của con người là do bẩm sinh ra, từ lúc sinh ra chúng ta đã mang những tính cách đó. Còn tư duy, tư tưởng, quan niệm là những gì mà con người chúng ta có được trong quá trình sống và học tập. Và nhân cách chúng ta sẽ được hình thành thông qua hai mặt đó. Nói cách khác thì nhân cách hay tâm hồn của con người á, thì được đúc kết từ hai chất liệu, đó là tính cách bẩm sinh và tư duy triết học. Vì vậy, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay để cho cuộc sống chúng ta được thay đổi, thì chúng ta phải bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy. Và việc thay đổi tư duy này, chúng ta không cần phải bắt đầu bằng những việc quá cao siêu. Nó chỉ cần bắt đầu bằng những việc đơn giản như chúng ta hãy làm việc thiện và luôn có lòng hướng thiện là việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta hãy luôn mang theo trong mình lòng biết ơn với con người, với cuộc đời và hòa đồng với mọi người. Hãy luôn hướng thiện, biết sống nhân hậu và quan tâm đến người khác, và không ngừng nỗ lực theo hướng đó, không ích kỷ, không tham lam, biết thế nào là đủ đối với mình. Và đó chính là một cách để chúng ta thay đổi tư duy và bắt đầu cuộc sống của chúng ta sẽ được thay đổi.